Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Hồi Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mắt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ để bàn ở Việt Nam mình, anh em hay gọi là đồng hồ vai bò anh em ha. Và đồng hồ vai bò là một trong những dòng đồng hồ để bàn mà rất được anh em mình ở Việt Nam ưa chuộng và chơi sưu tầm rất là nhiều anh em ha. Một cái dòng vai bò này á, một anh chơi á vài con, thậm chí mười mấy con chuyện rất là bình thường anh em ha. Thứ nhất là về đa dạng về mẫu mã anh em ha. Thứ nhì nữa là cấu hình của nó vô cùng là phong phú, cho nên là anh em mình có thể bày chơi rất là nhiều anh em. Anh em có thể bày ở phòng khách, kệ bút sale, hay là văn phòng làm việc, hay là ở, và đặc biệt thì những cái dòng đồng hồ quay bò này anh em mình chơi, anh em mình tặng nhau biếu, làm quà biếu quà tặng cũng rất là nhiều anh em ha. Đó, làm quà biếu quà tặng cũng rất là nhiều nha. Rồi, anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ vai bò này nó có cái gì hay anh em. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Uros anh em ha. Uros là một cái thương hiệu đến từ Đức và rất là nổi tiếng anh em. Đó, nói về máy Uros là anh em biết rồi, nó có mặt hầu hết trên tất cả đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, đồng hồ, nhất là đồng hồ cây anh em ha. Đồng hồ cây thì sử dụng máy Uros rất nhiều anh em. Và đồng hồ vai bò cũng vậy, đồng hồ để bàn Uros là rất nhiều ha. Uros là một trong những cái hãng làm máy là cực kỳ nổi tiếng của Đức. Cấu hình con này là 9 gông 9 búa anh em, chơi hai bản nhạc anh em ha. 9 gông 9 búa chơi hai bản nhạc, bản Westminster truyền thống và bản Washington, điểm chuông 15 phút chạy tuần anh em. 9 gông 9 búa chơi hai bản ha. Rồi, mỗi chiếc đồng hồ của anh em nó đều có một cái mã số anh em. Cái con này nó mang cái mã của nó là VB121 nha anh em. VB121. Kích thước chiều ngang tổng thể là 75,5, chiều cao là 24, chiều sâu là 16 cm anh em ha. Đường kính mặt số là 18 cm. Với một cái kích thước như thế này anh em thì nó cũng khá to nha. Đó, nó khá to nha anh em. Anh em mình cần phải có một cái không gian hoặc là một cái chỗ để nó cũng khá to nha. Đó, chiều ngang nó đạt lên tới gần 76 cm anh em ha. Đó, anh em coi cái bàn chè của mình uống nước đó, hay là cái chỗ cái kệ của mình đó, thì nó phải tương đối lớn chút xíu. Đó, con này là con size nó cũng khá to ha. Đó, anh em mình dựa vô cái kích thước này để cho anh em mình có cái vị trí phù hợp nha. Rồi, đi soi đi anh em. Con này nó thiết kế nó cũng tối ưu, rất là đơn giản anh em ha. Anh em nào thích sự đơn giản, không có cầu kỳ á. À, rất là đơn giản anh em ha. Nhìn nó rất là đơn giản. Rồi, anh em thấy mà. À, chơi đi em, đầu tiên là gì anh em? Nó phải sạch và đẹp cái đó. Mọi chuyện tính sau anh em ha. Nó phải sạch đẹp. Anh em biết không, anh em mình đem đồ sạch đồ đẹp về nhà anh em mình chơi nó sướng lắm anh em. Đó, nhìn nó đẹp, sạch sẽ, tươm tất, đâu nó ra đó anh em ha. Và đặc biệt anh em chơi á thì những cái con đồng hồ mà nó sạch đẹp như thế này á, thứ nhất là về mặt trang trí đẹp ha. Thứ nhì nữa là anh em mình mà chơi á mà chán á, anh em mình thanh khoản lại rất là dễ anh em ha. Còn anh em mình chơi cái đồ xấu quá, nhiều khi anh em mình muốn thay đổi hay là muốn gì kia nọ thì nó rất là khó nè, rất khó thanh khoản ha. Còn những cái con đồng hồ đẹp á, anh em mình thanh khoản rất là dễ. Đó, đây anh em thấy veneer này nó là phân gì anh em? Đó chính là phân gỗ gụ anh em ha. À, ở trên đồng hồ thì vân gụ, vân nu và vân sồi là ba dòng vân rất là được ưa chuộng và được ốp trên đồng hồ anh em ha. Anh em thấy cái độ nét căng của nó không ạ? Đó, anh em coi cái tay của em. Đó, anh em coi cái độ nét của nó. Anh em coi độ nét á, anh em lấy cái ánh sáng búng đèn á, anh em xem á. Anh em sẽ thấy là cái độ nét của nó rất là căng. Nó căng mà nó mịn anh em ha. Đó, chứ không phải là cầm cục bông gòn chét cái gì lên á, chét ba cái gì bậy bạ lên. Nó, anh em nhìn kỹ anh em thấy nó quặn mấy cái nét quặn rất là khó chịu anh em, nhìn nó khó chịu lắm. Em sẽ chỉ cho anh em cái cách mà anh em nhận biết bùa thằng bậy thằng bạ ha. Bùa giống như kiểu bùa đại á. Đó, thì nhìn nó rất là kỳ, rất là xấu anh em. Rồi, anh em coi cái độ nét này. Đó, kiểm tra. Đó, chơi với em là em tuyệt đối không bán hàng qua 1-2 tấm hình. Tất cả phải được làm clip rõ ràng gửi đến cho anh em mình hết. Đó, anh em còn cái mắt gỗ đẹp không? Đó,
chơi đồ gỗ anh em thì nó phải thấy vân gỗ anh em ha. Còn mà giống như anh em biết rồi, nó để sử dụng ở nước ngoài lâu quá rồi đó, cái nước bóng ở bên ngoài nó khô đặc lại, nó quéo lại, nó đen thui luôn, không còn, không thấy miếng vân gỗ nào hết đó. Mà chơi gỗ mà không thấy vân thì thật sự chán lắm. Anh em nào mà có đồng hồ ở nhà mà mình bị rang rơi vào cái tình trạng đó thì em khuyên anh em nên đi làm, đi can thiệp đi đó, để cho nó có một cái vẻ đẹp sạch sẽ lại anh em ha. Đó, mấy cái này là gỗ nè, vỏ gỗ anh em ha, cho nên là mình phải can thiệp lại thì nó mới đẹp được, chứ mình còn để càng để thì nó càng xấu anh em ha. Đó, và đặc biệt là nó không bị ghẻ nha, chơi gian là không có ghẻ nha. Đó, ghẻ nghĩa là bị sức qua nia anh em, sức qua nia, chóc qua nia, hoặc là nó bị răng. Đó, anh em kiểm tra nè, anh em coi cái độ nét của nó, đó, cái độ bóng, độ nét đã hồi nè. Đó, chơi vậy sướng nè, ngày nào mình cũng nhìn thấy nó mà. Rồi đây là cái phần ở bên phải nè, đó anh em coi cái độ nét của nó, chừng đó, đã hồi nè, phê không, quả tay của em mướt được rồi ha. Rồi đây là cái mặt trước của nó nè, đó đây là phần chân của nó nè, đó đây phần chân của nó. Ở đây nó sẽ có một cái hoa văn ha, hoa văn, họa tiết hoa văn, đó, đơn giản thôi. Và đương nhiên nó sẽ là một cái mặt trước của nó là một vân ghép đối xứng ha. Anh em coi thùng tay lúc nào cũng vậy ha, đó, thùng jean lúc nào nó cũng ghép đối xứng hai bên, là anh em thấy hai cái mắt gỗ giống nhau, hai cái sới gỗ nó cũng giống nhau, đó ghép đối xứng rất đẹp. Rồi đây là cái bông ở bên trái nè, đó là đây là cái phần chân ở bên trái. Anh em coi cái mắt gỗ nó đẹp không, đó chính là những cái mắt gỗ ha, đó mấy cái mắt gỗ đó. Rồi anh em thấy đây là bên cái chân bên trái nè, anh em có cái độ nét luôn, đó, độ nét phê đó, không có quẹt quẹt vậy à. Rồi tiếp tục tới phần mặt số nè, ở đây là viền đồng kính mo anh em ha. Đó, đương nhiên quai bò nó sẽ là viền đồng kính mo. Anh em nào mà xài thời gian cái chỗ này nó bị ố á, thì anh em lấy miếng cà na anh em đánh lại cái nó sáng lại à. Đó, đây là bằng đồng anh em ha, nó bằng đồng. Đó, rồi mặt số là mã nền trắng anh em ha, chữ vàng, mặt số diêm. Đó, anh em thấy đây logo Uros. Đó, logo Uros cặp kim chân. Đó, nền trắng nha. Đó, anh em mấy ông mặt này mặt diêm nha, anh em thấy nó có một cái vết xước nhỏ nhỏ này. Đó, anh em thấy không, vết thời gian nha, mặt diêm nha anh em, mặt diêm. Đó, anh em coi mặt diêm nè, đó mặt diêm nè. Đó, làm gì làm thì đồ diêm đó anh em nhìn nó cũng mướt mắt lắm. Đó, mặc dù cũng có những cái vết tích nhỏ 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 anh em ha. Rồi ở đây là cái chỗ chuyển bài anh em. Đó, anh em gạt trên đây là bản Washington, anh em mình gạt xuống đây là Westminster ha. Đó, nó sẽ có hai bản. Cái con này anh em thì nó sẽ có hai cấu hình ha. Nếu mà cấu hình chính đó, cái con nó sẽ có cấu hình là chơi ba bản, chơi bản Winchester nữa ha. Còn con này là cấu hình hai bản thôi. Đó, nó rất là nhiều cấu hình nha anh em, rất nhiều cấu hình nha. Rồi anh em thấy nè, viền đó, chạy đó, lên trắng anh em ha. Đó, đẹp thôi nè, mặt diêm nha, mặt diêm đó, mặt diêm. Ở đây là nút im lặng anh em ha, anh em gạt đây là chưa bây giờ đổ chuông, anh em mình gạt xuống đây là sai lệnh là im lặng à. Đó, cái con này á buộc phải có nha anh em, tại vì cái con này nó quýnh, nó quýnh anh em mất ngủ á. Nếu mà anh em bữa xíu này sẽ test chuông cho anh em mình nghe ha. Em nói trước cái con này là cái âm của nó khá to ha, cái con này mà anh em nào mà thích âm to á, quýnh mà dạng cho hàng xóm nghe ké, quýnh từ lầu 1 lầu 7 á, đó là chơi em này là không thất vọng nha. Đó, quýnh là hàng xóm nghe ké luôn. Rồi con này anh em thì nó sử dụng là cơ chế quả lắc. Cơ chế quả lắc thì em có hướng dẫn với anh em mình nhiều ha. Anh em mình mở cái nắp ở sau đuôi ra nè, rồi anh em mình dựa vô đây nè, đó dựa vô đây đó, anh em mình cầm nè, cầm cái bờ nè, anh em mình ngã tới trước nè để cho cái quả lắc nó dựa vô cái máy. Rồi xong rồi anh em mình nhấc bổng nó lên, đó nhấc bổng nó lên, anh em mình xoay theo một cái phương thẳng đứng ha. Đó, anh em mình xoay theo một cái phương thẳng đứng là nó không bao giờ lệch ngựa nha anh em. Đó, chơi đồng hồ quay bò thì nó rất là dễ bị lệch ngựa anh em. Đó, nó rất là dễ bị lệch ngựa ha. Đó, lệch ngựa là sao anh em? Em có để ở trên clip rất là nhiều ha. Lệch ngựa nghĩa là cái chỗ cái cần ngựa chỗ này nè. Đó, nhiều khi anh em mình đá qua lắc mạnh quá, nó bay qua anh đây luôn, hoặc nó bay qua anh đây luôn, hoặc anh em mình
nó đang chạy như vậy, đang tích tắc như vậy. Anh em mình xơi dịch một cái quả lắc này rất là nặng anh em ha, nó bằng chì mà đó, nó nặng. Thì lúc mà anh em mình xơi dịch, anh em mình quên, anh em để ý là đầu quả lắc này nó tán qua tán lại, nó tán mạnh quá thì nó đầu chỗ cái cần ngựa chỗ này, cái cần ngựa trên nó bị lệch đó. Thì em cũng có hướng dẫn cho anh em mình sử dụng là anh em mình chỉnh cái cần chỗ này ha đó, anh em mình chỉnh qua chỉnh lại đó, theo cái clip mình hướng dẫn là nó sẽ chạy ok. Quan trọng là mình nghe được cái tiếng tích tắc của nó có đều hay không anh em ha. Đó, chơi đồng hồ cơ anh em thì mình phải có một số kiến thức cơ bản ha, để mà mình nắm được khi mà nó xảy ra một cái lỗi vặt nào đó thì mình có thể can thiệp xử lý liền. Nó không phải giống như đồng hồ pin, đồng hồ pin này anh em gắn cục pin vô nó chạy rồi ha. Đó, còn đồng hồ cơ là phải có một số kiến thức cơ bản. Thứ nhất là về đồng hồ quả lắc, là chơi đồng hồ quả lắc là phải biết chỉnh ngựa ha, rồi bắt đầu chỉnh giờ đó, chỉnh chuông như thế nào đó, là đó là một số kiến thức mà buộc anh em chơi anh em phải nắm được đó. Rồi đây là mặt sau anh em, mặt trước đẹp thì mặt sau cũng phải đẹp anh em ha. Đó, đương nhiên rồi đó, nhiều khi anh em mình bày chơi ở ngay cái bàn trà bày tứ diện luôn đó, thì trước sau trái phải gì nó cũng phải đẹp anh em đó, đẹp anh em ha. Rồi đây mình mở ra nè đó, anh em thấy cái cục máy Uros to không đâu nữa, lòi qua đây mấy con mà chính gông anh em đó, anh em thấy cái máy của nó mình ở ngoài nó bự lắm, đúng mà rút ra anh em thấy nó bự lắm đó, khủng khiếp luôn đó, chính cây kiếm rồi nè đó, chính cây kiếm đây. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em lấy sau à, chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc anh em ha, và nó cũng là một cái sự khác biệt nha anh em. Anh em lưu ý nha, đó, chiếc máy là được bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha, giấy trắng mực đen nha. À, bảo hành có nghĩa là sao anh em, bảo hành có nghĩa là hư là sửa, sửa là miễn phí anh em ha, mới gọi là bảo hành nha. Bên em không dùng những cái từ ngữ như là bao chạy hỗ trợ gì hết nha, đó từ ngữ nó phải rõ ràng nha, bảo hành máy 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, nhiều anh em nói em á là nếu mà ở xa thì bảo hành như thế nào đó, thì nếu như mà ở trong mà nội thành Hà Nội anh em thì em sẽ hỗ trợ cho anh em ha, còn anh em mình là ở mấy tỉnh thành xa thì anh em cố gắng giữ lại cái thùng á, cái thùng mà em gửi ra, cái thùng mà em gửi cho anh em á, đó anh em cố gắng giữ lại cái thùng đó, khi nào á mà nó có sự cố hay gì đó anh em mình đổng vô cái thùng đó là bài đó, anh em mình gửi lại cho em sẽ bảo hành cho anh em mình ha. Hoặc là anh em mình tự đóng gói đó, anh em mình gửi vô cho em, tất cả chi phí vận chuyển là bên em chịu hết ha. Đó, có nghĩa là bảo hành là đúng nghĩa bảo hành nha anh em, đó, hư là sửa, sửa là miễn phí, chứ không phải là đụng chuyện cái là chỉ qua chỗ này sửa, chỉ qua chỗ kia sửa, hoặc là ỏi e nha. Đó, chơi là phải hỗ trợ khách hàng ha. Đó, rồi và cái này là lúc nào cũng tặng kèm nha anh em, đó dầu chai đồng hồ đó, lúc nào cũng tặng kèm đó, anh em có thể đặt mua trên Shopee anh em ha. Đó, 5 phút cho quảng cáo nha anh em. Đó, dầu này thì khi mà cái chiếc máy mà bảo dưỡng kỹ rồi anh em thì tùy theo khí hậu thời tiết ha, có thể là 3 năm sau anh em mới dùng tới nè, hoặc là rất là lâu anh em mới dùng tới ha. Đó, và cái hướng dẫn chai dầu thì em cũng đã có hướng dẫn cho anh em mình rồi ha. Đó, anh em mình sử dụng á là khi mà nó khô á, khô dầu á, ví dụ như có chỗ mà anh em mình ở khí hậu nó khắc nghiệt quá thì nó nóng quá và bắt đầu nó nhanh khô thì khoảng một năm rưỡi là anh em mình phải chai nha. Đó, còn khí hậu bình thường á thì 3 năm, thậm chí có nhiều cái chỗ mà khí hậu nó tốt anh em thì
3, 4, 5 năm mới chai dầu anh em đó. Dầu nó sẽ nằm trong cái máy, nó nuôi trong đó anh em ha. Nếu mà nó khô quá thì nó nhanh ha. Đó, kim bồi dài, bình nhỏ, cầm chích rất là dễ dàng anh em. Quan trọng là anh em rút được cái máy là chơi thôi. Mà quan trọng nhất là lúc chai dầu là cái máy không được dơ nha anh em. Đó, cái máy mà nó càng dơ mà anh em mình càng chích vô nữa là phản tác dụng ha. Nghe nó sẽ càng nặng thêm nữa, và càng nặng thêm nữa là nó sẽ hoạt động không tốt anh em ha. Chiếc máy thì nó cũng giống như cái xe anh em mình, lâu ngày anh em mình sử dụng thì anh em mình phải bảo dưỡng ha. Vệ sinh bảo dưỡng thì nó mới bền bỉ theo thời gian được. Của bền là tại người, quan trọng là cái buổi ban đầu á là có can thiệp xử lý hay không đó. Nó sẽ khác hẳn với lại những cái con hàng mà nguyên zin bụi tây đem từ bên nước ngoài đem về anh em ha. Anh em mà đem từ bên nước ngoài đem về là đa số là hỏng hóc hết, không có con nào mà thắng được hết á. Nên cứ nghĩ là hình dung nó nằm bên nước ngoài mấy chục năm rồi làm sao mà nó hoạt động tốt rồi nè. Em nói thẳng nói thật ha, mình chả ngại gì hết á, để cho anh em mình có cái nhìn để anh em mình chơi tốt hơn đó, cho anh em mình hiểu được là cái con đồng hồ từ bên nước ngoài đem về với lại cái con đồng hồ mà đã hoàn thiện thì nó sẽ khác biệt như thế nào ha. Đó là điểm khác biệt nha anh em. Con đồng hồ mà có cái gọi là sự đầu tư nghiêm túc về thân vỏ phụ kiện máy móc đó, thì nó mắc rất là nhiều so với những cái con hàng mà đem từ bên nước ngoài đem về, hay còn gọi là hàng nguyên zin bụi tây anh em ha. Khác hẳn nha anh em, khác hẳn đó. Rồi mời anh em mình nghe bản quýt anh em ha. Con này quýnh khiếp lắm nha anh em. Anh em này bản quýt nè. Quýnh ghê không anh em, khủng khiếp không anh em. Cái con này là không dành cho anh em nào mà sợ âm chuông nha. Con này nó quýnh cực kỳ lớn nha. Em thì cái con đồng hồ nào nó quýnh to em sẽ nói nó quýnh to anh em ha. Cái con đồng hồ nó quýnh nhỏ em sẽ nói nó quýnh nhỏ. Có nhiều anh nó rất là sợ âm chuông đó, cho nên nó là sợ ảnh hưởng tới người này ảnh hưởng tới người khác đó. Thì anh em mình đừng có chơi. Con này nó quýnh lớn lắm nha anh em đó. Còn anh em nào mà mê âm thanh bạo lực ha đó, thì đây là không sẽ không làm anh em mình thất vọng nha. Cỡ em đang nói về độ decibel ha, độ lớn thôi, độ ồn á, độ ấy á, chứ em không nói về chất âm ha. Chất âm thì mỗi hãng mỗi dòng nó sẽ có một chất âm riêng đó. Còn riêng cái độ decibel á thì cái con này á mà cỡ như mấy con treo tường ô đô điếc đồ hay FF đồ thì thường nó quýnh là bỏ chạy hết luôn. Có những cái con bò nó quýnh rất là lớn anh em ha, rất là lớn đó. Đó anh em mình nghe Westminster nha. Westminster sáng cơm sườn anh em. Quýnh sáng cơm sườn cực hay anh em à.
quá khủng khiếp anh em. Cái độ decibel nó ồn nó lớn, nó thật sự với anh em. Chứ nếu mà nói về chơi đồng hồ á, thì em mà chia sẻ rất là thật ha, nhiều khi em cũng không thích mà mấy con hồ nó quýnh quá lớn đâu. Thật sự mà nói nó quýnh vừa nghe thôi, còn mà nó quýnh to quá nhiều khi nó ồn quá đó. Nhưng mà ví dụ như mà cái chỗ anh em mình chơi cái không gian nó quá rộng đi, anh em mình đòi hỏi cần phải có một cái con hồ nó có cái độ ồn, có cái độ decibel nó lớn á, để cho anh em mình nghe nó vang, gọi là độ chỗ anh em chơi nó rộng quá. Đây đây sẽ là những cái con mà nó sẽ rất là cho anh em mình phù hợp cho anh em mình chơi ha. Em xin nói trước ha, cái con này nó quýnh âm nó rất là to nha anh em. Đó, cho anh em mình ai mà sợ âm chuông á thì né nó ra xíu. quýnh là hàng xóm nghe ké nha anh em. Ok anh em, với mức giá thì đương nhiên mấy con này thì nó cũng chưa bao giờ rẻ anh em ha. Những cái con vai bò mà 8-9 gông hay đồng bạch đồ á thì nó cũng chưa bao giờ là rẻ tiền anh em. Đó. Vẫn như mọi khi ha, anh em riêng về chi tiết phần giá anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để trên màn hình, hoặc nhắn tin em sẽ trả lời cho anh em. Đó, cứ mạnh dạn anh em, không có gì hết đó. Anh em mua đây là những mình là cuộc chơi anh em ha. Đó, thuận mua vừa bán. Đó, thoải mái anh em, chơi cỡ nào cũng được hết. Alo nhắn tin là trao đổi anh em, mua được cũng mua không được cũng không sao anh em, mua được vui. Và tiêu chí mà làm việc của em thì lúc nào cũng vậy anh em ha. Em lúc nào cũng là người mua cũng vui mà người bán cũng vui anh em. Đó, không có gì mà phải mà phiền lòng hay là như thế nào hết. Đó, cuộc chơi của em mà em lúc nào cũng mong muốn anh em mà mua đồ của em là lúc nào cũng vậy ha. Đó, người mua cũng vui mà người bán cũng vui. Ok anh em. Nếu hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.